Hồi ký Biên Cương. Tác giả Đặng Đình Thịnh. Vị tướng lên thăm chốt. Vào thời điểm này, những người lính bảo vệ biên giới phía Bắc chúng tôi thiếu thốn khổ sở vô cùng. Nước uống không đủ, rau xanh không có, thực phẩm cũng không. Tiền đơn vị không có để cấp cho lính. Cơm chúng tôi chủ yếu ăn với gừng chấm muối để lấy vị cay cho trôi cơm. Gạo thì chúng tôi vừa ăn vừa bán đã quá tiêu chuẩn, bị âm quá nhiều. Đại đội và quản lý đang dọa sẽ không cấp gạo cho chúng tôi ở chốt nữa. Các bộ phận bảo nhau đi đào củ mài, củ từ gai bên núi đá về nấu canh ăn kèm. Vì thế, chúng tôi càng bỏ chốt đi, có đợt vài ngày để kiếm ăn và cũng để đỡ buồn. Cán bộ trung đội ở cùng chốt thì không bảo được bọn tôi nữa. Cán bộ đại đội thì chả lên chốt kiểm tra bao giờ. Những thằng lính Hà Nội cựu là chúng tôi luôn đầu têu. Vì thế hội 82, 83, 84 chúng nó cũng hùa theo. Râu tóc của lính thì thôi rồi, tóc có thằng đã dài đến ngang vai. Đang mốt tóc dài mà. Trung Quốc thì không bắn sang hướng của chúng tôi nữa. Đôi lúc tôi còn lấy cối 60 bắn sang Trung Quốc để khiêu khích, cho Trung Quốc bắn lại, nhưng chúng cũng chả thèm bắn lại. Rồi ngày mùng 2 tháng 9 năm 1984, chúng tôi được một bữa ăn tươi, nhưng chả được bao nhiêu. Vài ngày sau, bắt được một con chăn đất quá to, dài đến 8 mét do thằng Thịnh Voi ở A Đại Liên phát hiện ra. Nó đang nằm cuộn tròn ở sát tuyến hào chiến đấu cạnh bãi mìn. Thịnh Voi hô chúng tôi mang súng AK ra. Nó trèo lên cái cây đứng ở cái trạc ba, cao khoảng 3 mét. Con chăn vẫn cứ nằm cuộn tròn ngủ, còn chúng tôi gần chục thằng đứng hết xuống tuyến hào. Thịnh Voi bắn 3 loạt AK vào thẳng đầu con chăn. Nó giãy giụa một lúc lâu, cái đuôi nó vật lên vật xuống làm nát hết cả một đám cỏ chanh. Khi nó đã nằm im rồi, Thịnh Voi bồi thêm một loạt đạn nữa vào giữa lưng con chăn. Nó vẫn nằm im. Khi Thịnh Voi hô nó chết rồi, chúng tôi liền đứng hết cả dậy xuống chỗ con chăn, cùng vác vào nhà A3B1 để làm thịt. Nhà A3 có 3 gian, dài 5,7 mét. Chúng tôi treo con chăn lên xà nhà theo kiểu thế nằm ngang nhưng hơi dốc đuôi xuống. Con chăn đất dài 8 mét, đường kính 20 cm, cả B1 cùng khẩu cối và khẩu đại liên chia nhau hơn 30 người, ăn một ngày mới hết. Thịt chăn trắng như thịt gà, ngọt lợ như mì chính, còn xương chúng tôi sao vàng cất đi, sau này ngâm rượu uống. Còn về tình hình giải quyết chính sách ra quân của lính nhập ngũ tháng 3 năm 81 bọn tôi vẫn còn mù mịt lắm. Ngày 9 tháng 10 năm 1984, khi anh Sử xuống đại đội giao ban về, có bảo tôi, ngày mai cậu Thịnh Cối xuống gặp đại đội có việc, nhớ ăn mặc chỉnh tề nhé. Tôi không hiểu chuyện gì mà một mình phải xuống gặp thế này. Rồi nghĩ, chắc cha này đã báo cáo với đại đội về việc mình phản ứng rồi rút chốt lựu đạn ném xuống bãi mìn đây. Thôi kệ, mai xuống gặp rồi tùy cơ ứng biến vậy. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 84, tôi xuống đại đội thì thấy chỉ có anh Hòa C trưởng và anh Lỷ B trưởng B2 cùng một cậu Văn Thư và một anh liên lạc đang ngồi đợi ở bàn. Tôi liền đứng nghiêm. Tôi, Thịnh A trưởng A Cối, có mặt. Anh Lỷ nói, sao xuống muộn thế, hơn 10 giờ rồi đấy. Tôi bảo, phải ăn cơm xong thì mới xuống được. Rồi hỏi luôn, đại trưởng hôm nay gọi em xuống đây có việc gì? Ông ấy nói, gọi cậu xuống để làm lễ kết nạp đoàn cho cậu. Lễ kết nạp diễn ra ngay tại đây. Anh Lỷ hướng dẫn tôi đứng nghiêm, giơ tay, tuyên thệ. Còn anh ấy đọc những lời thề. Cũng tháng 10 năm 1984, quân trang niên hạn được phát, chúng tôi, lính 81 không thằng nào dám bán. Vì thằng nào cũng nghĩ sắp được ra quân rồi, phải để lại một bộ quần áo mới mặc cho tươm tất trước khi về. Lúc đó chúng tôi đã quá 3 năm 6 tháng, lý lịch đã làm để chuyển đi từ hồi đầu năm. Không biết cấp trên giải quyết ra quân ngày nào, nên cứ phải đợi. Quần áo mới thì không dám mặc,
mà cũng chả dám bán. Còn hội lính 82 và 83, chúng nó cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi, nên quân trang niên hạn của chúng nó cũng lần lượt được đưa vào bản và ra chợ. Vào thời điểm đó đã là cuối tháng 11 năm 1984, khi quản lý thông báo chốt của bọn tôi ăn âm gạo vào mỗi người gần 100 kg. Khi gần hết gạo, chúng tôi báo xuống để quản lý và đại đội chuyển gạo lên cho chúng tôi, thì quản lý thông báo không chuyển lên nữa. May quá, khi chỉ còn 2 bữa gạo nữa là hết, thì có một ông tướng lên thăm và kiểm tra chốt. Thiếu tướng, chúng tôi chả biết tên là gì, ở cấp quân đoàn hay quân khu. Qua máy hữu tuyến, chúng tôi được biết, nên đã dọn dẹp cuống quýt lại lán trại. Khi đại đội trưởng cùng liên lạc, cần vụ và ông tướng lên đến nơi, nhìn thấy bọn tôi cứ như thổ phỉ một lượt, thằng nào tóc cũng dài, râu rậm, bẩn thỉu rách dưới. Ông ngán ngẩm lắc đầu, rồi ông kiểm tra súng đạn hầm hào công sự chiến đấu. Ông tỏ vẻ thất vọng. Ông kiểm tra luôn cả công tác hậu cần cùng quân số. Khi ông hỏi, quân số đi đâu mà vắng người thế? Tôi trả lời, người đi lấy củi lấy nước, một số đi đào củ mài củ từ để về ăn cho đỡ đói. Khi mở hòm gạo ra thì ông tướng đã thấy hết. Còn ông hỏi về thực phẩm, tôi cũng nói luôn. Từ sau ngày 2 tháng 9 chúng tôi ở chốt không được cấp một tí gì gọi là rau xanh và thực phẩm ngoài muối trắng. Tôi đang ở dạng cùn và bất mãn nên chả sợ gì cả, có thế nào nói thẳng ra như thế. Đúng lúc đó, đài tâm lý chiến của Trung Quốc lại vang lên những bản nhạc hải ngoại và các điệu dân ca. Ông tướng liền hỏi chúng tôi có những nguyện vọng gì, có kiến nghị và đề đạt gì không. Tôi nói, thủ trưởng lên thăm tận nơi và kiểm tra chốt thì quá rõ rồi. Gạo hết, thực phẩm và rau xanh không có, mặc dù tiền ăn thừa rất nhiều nhưng không được cấp phát. Tôi cũng hỏi, tại sao lính 81 chúng tôi đã quá 3 năm 6 tháng rồi mà chưa được ra quân? Ông tướng động viên chúng tôi cố gắng trực chiến sẵn sàng chiến đấu cho tốt. Ông hứa sẽ giải quyết kiến nghị và đề đạt của bọn tôi dần dần. Ông bắt tay chúng tôi và nói, cho vị tướng già này bắt tay với các chiến sĩ nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Rồi cười. Ông đi xuống dốc, dáng đi nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Khi ông tướng cùng cần vụ, đại trưởng và liên lạc xuống khỏi chốt 800 đông của bọn tôi, mấy thằng hỏi tôi, sao anh liều thế, không sợ à? Tôi bảo, mấy khi mà được gặp vị tướng lên thăm và kiểm tra chốt, nên có thế nào thì nói như thế, sợ gì? Mà mình đang ở đây, xác định Trung Quốc đánh sang là chết, sợ gì mà không nói? Ngay chiều hôm đó, chúng tôi được quân B2 chuyển gạo lên đổ đầy một hòm, thoải mái ăn, cùng một ít cá mắm, cá chuồn, chỉ đầu và vây là nhiều, còn thân thì rất ít, nhưng vẫn còn tốt chán, có còn hơn không. Rồi khoảng một tuần sau, chúng tôi được cung cấp thêm thịt lợn sấy, lạp sườn. Lính 81 bọn tôi cũng có một tờ thông báo, tôi không nhớ là theo thông tư hay nghị định bao nhiêu nữa, của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, đại loại là kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và chiến sĩ. Chúng tôi nhập ngũ tháng 3 năm 81, đến hết năm 1985. Thế là hết mơ mộng. Chúng tôi lại chuẩn bị làm công trình sửa sang hào cơ động, chiến đấu, làm một số đoạn hào có nắp và hầm chữ A bằng bê tông. May quá, chúng tôi chỉ việc đào hầm thôi, còn bê tông đã có các đơn vị ở phía dưới lên hỗ trợ để vác bê tông lên tận chốt cho chúng tôi. Khi chiến dịch xây dựng công trình hầm hào công sự đã xong, thì ngày 22 tháng 12 năm 84 cũng sắp tới. Chắc do ông tướng lên thăm chốt đã biết rõ cuộc sống của lính chốt chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi được cải thiện rõ rệt. Thực phẩm được cấp lên đều đều. Ngày 22 tháng 12, chốt 800 đông bọn tôi được hẳn một con lợn hơn 50 kg, mang về chốt tự thịt và đánh tiết canh tử tế, mà chốt có hơn 30 người. Đúng là thịt ngập chân răng. Chúng tôi cũng chỉ ăn một ngày là hết thịt, chỉ còn để dành được ít mỡ. Ăn Tết quân đội xong thì Tết cổ truyền của dân tộc cũng sắp tới. Các đồng chí và các bạn có nhớ không, cái Tết năm 1984 sang 1985, Việt Nam mình ăn Tết trước Trung Quốc một tháng.
chúng tôi xúm vào chuẩn bị cho cái Tết. 30 Tết, đại đội thịt lợn gọi chúng tôi cử người xuống lấy thịt lợn, bánh chưng, bánh kẹo, thuốc lá và lệnh cấm chúng tôi giao thừa không được bắn súng. Bữa cơm cuối năm đó, chúng tôi thoải mái rượu chè, nhảy múa hát ca. Đài tâm lý chiến của Trung Quốc cứ ra giả bài "Xuân này con không về" với bài "Mời anh, mời chị, mùa xuân lên đây thăm tôi, nơi xa xôi khuất nẻo thưa người". Chúng tôi mặc kệ, nghe lại thấy hay hay. Đúng giao thừa, ông Hoàng Văn Hoan còn chúc Tết nhân dân Việt Nam. Ở dưới đại đội 3, phát súng K-54 của đại đội trưởng bắn lên báo hiệu giao thừa. Chúng tôi được thể, thế là... Đúng lúc đó, thằng Thanh Trộm, lính tháng 2 năm 82, người Đại Từ, Bắc Thái, ghé vào tai tôi. "Anh ơi, em ra bờ hào, thấy cái gì cứ sột soạt, động đậy, ở dưới rừng vầu bãi mìn ấy". Tôi vội đứng dậy miệng bảo, "Để tao ra xem sao", rồi chạy vào lán lấy khẩu AK, bảo Thanh Trộm đưa tôi ra. Khi ra đến tuyến hào, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống hào nghe ngóng. Thằng Thanh định nhảy xuống theo, tôi lấy tay ra hiệu cho nó ngồi xuống và im lặng. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ngày một gần, trong đầu tôi lóe lên, hay đó là thám báo Trung Quốc tập kích. Những cây vầu rung rất mạnh, lá cây xào xạc ở các chốt khác và cả ở dưới bản nữa. Tiếng súng đã nổ rền, vang vọng khắp núi rừng biên giới. Tôi cũng thấy phấn khích vui vui, vì lúc đó đã ngà ngà rồi. Tôi chả thèm quát, nhẹ nhàng mở khóa an toàn cho một loạt dây ngang theo hướng phát ra tiếng động, rồi nhảy sang vị trí khác của tuyến hào miệng kêu to, "Thám báo tập kích". Thế là thôi rồi, đủ các loại súng bộ binh của A2 xả xuống khu vực đó, cả lựu đạn ở trên đỉnh A1. Tôi còn nghe thấy cả tiếng đại liên chát chúa giòn tan, lại thấy khoái. Tôi mượn gió bẻ măng, hô thằng Trung và Hà mang khẩu cối 60 ra giá, bắn thẳng sang đất Trung Quốc hơn chục quả, rộ lên. Tiếng loa ông Hoàng Văn Hoan đang chúc Tết im bặt. Khi tiếng súng đã dịu đi, anh Sử B trưởng chạy xuống A2 và khẩu cối, hỏi cái gì mà bắn ghê thế. Tôi và thằng Thanh bảo phát hiện ra thám báo tập kích lên chốt thì bắn, và tất cả anh em ai cũng bắn. Rồi tôi đưa anh Sử ra chỗ thằng Thanh phát hiện. Trời tối đen, lại chỉ xuống bãi mìn thì bố ai dám xuống mà xác minh. Đại đội thì quát om sòm trong máy hữu tuyến, cái gì mà B1 bắn ghê thế. Anh Sử B trưởng cũng chỉ biết trả lời là truy kích thám báo, chứ còn biết trả lời làm sao nữa. Mà cũng thú thật, tôi đã nhìn thấy cái gì đâu. Trời tối thấy thằng Thanh nó chỉ mà cũng thấy động đậy thật thì tôi bắn. Rồi đại đội nhắc nhở chúng tôi gác sách cẩn thận, vì cũng sợ mình ăn Tết trước Trung Quốc một tháng thì Trung Quốc cho thám báo sang tập kích và quấy phá. Đại đội còn hứa mai sẽ lên chốt chúc Tết B1 và kiểm tra thực địa luôn. Nhắc nhở chúng tôi chuẩn bị số liệu của tất cả các loại đạn tiêu hao để đại đội còn có kế hoạch báo cáo sang tiểu đoàn. Đến lúc đó chúng tôi cũng đã mệt rồi nên bảo nhau đi ngủ. Sáng hôm sau 10 giờ, đại đội trưởng cùng liên lạc và văn thư đến chốt kiểm tra xem thực hư ra sao. Tôi đưa ra chỗ đoạn hào chiến đấu đó chỉ những cây vầu bị đạn bắn gãy cùng lựu đạn nổ sơ sát, có khi còn cả mìn nổ nữa. Tôi nói để nắn gần đại trưởng, anh cho người xuống bãi mìn xem bọn tôi có tiêu diệt được tên tham báo nào không. Đại trưởng lắc đầu ngao ngán, cái đó thì phải bảo công binh trung đoàn lên kiểm tra mới được. Tôi cười trong bụng, mà cái chuyện đêm 30 Tết thám báo bãi mìn cũng vui đáo để các đồng chí và các bạn ạ. Sau này cũng chính tôi cùng thằng Hùng Lùn, thằng Trung và Hà suýt nữa phải nằm lại trong bãi mìn đó. Tết năm 1985 rồi cũng qua đi. Nó là cái Tết thứ tư trong đời quân ngũ của tôi. Tôi ăn Tết trọn ở đơn vị, những thằng đồng hương Hà Nội, chúng nó đi tranh thủ, đi viện, tự giải quyết phép cho mình, về nhà ăn Tết. Dần dần cũng kéo nhau lên đơn vị. Chúng nó mang lên bao nhiêu là thuốc Lào, chè, mì chính, thuốc lá thơm như A Lào, Thạc Luông, cùng với điệu nhảy disco vui ra trò. Chúng tôi cứ ngày ngày nấu cơm ăn tới 3-4 bữa, ăn xong lại tập nhảy cái điệu disco, nó cũng dễ. Chúng tôi san hẳn một cái sân chừng 20 m² để nhảy. Nhạc thì chỉ có mỗi một cây đàn guitar, còn 4 dây, sau còn 3 dây,
nhưng vẫn còn có âm thanh từ cây đàn phát ra là được, cùng với tiếng phụ trợ, thìa muôi, bát sắt, mũ sắt, song chậu. Tất cả những thứ đó phát ra thành một mớ âm thanh hỗn độn theo một nhịp điệu rất kỳ thú. Chúng tôi học nhảy suốt đêm ngày, trừ những lúc ăn và ngủ. Lại nói về bãi mìn, đại đội cũng chịu và hết cách. Trung đoàn đã trả lời, hiện giờ trung đoàn không có sơ đồ bãi mìn của chốt 800 đông. Nguồn gốc bãi mìn hỗn hợp là sau tháng 2 năm 79 khi quân Trung Quốc rút quân, E-677 di chuyển từ hướng Trà Lĩnh sang Thông Nông Cao Bằng, thì công binh F-346 lên phối hợp với công binh E-677 gài mìn từ cột mốc biên giới Việt-Trung 117 đến 119, nhưng toàn lính 76, 77, 78 làm. Đến tháng 5 năm 82, toàn bộ D4 E-677 rút về tuyến sau, đóng quân tại xã Lương Thông, làm quân cơ động, bàn giao chốt cho K6 địa phương thuộc quân của tỉnh đội Cao Bằng. Đã bàn giao sơ đồ bãi mìn cho lính K6 địa phương rồi. Lính K6 địa phương lại gài thêm bổ sung nữa. Khi K6 địa phương bàn giao lại tất cả các chốt cho chúng tôi, chưa bàn giao lại sơ đồ. Mà lính công binh E-677 ngày trước có tham gia gài bãi mìn thì đã ra quân hết rồi. Nên việc tôi đề nghị đại đội cho người xuống bãi mìn kiểm tra sự kiện đêm 30 Tết mà nghi là có thám báo Trung Quốc tập kết, chúng tôi đã nổ súng để xem hư thực ra sao và có tiêu diệt được tên thám báo nào không. Thì đại đội chịu, nên cũng chẳng đả động gì đến việc chúng tôi làm náo loạn lúc giao thừa, cùng tiêu hao một số lượng đạn các loại lớn, kể cả lựu đạn, mượn gió bẻ măng mà. Giờ đã vào mùa măng rồi, các đồng chí và các bạn nên nhớ, bãi mìn hỗn hợp của 800 đông nằm ở dưới rừng Vầu Đắng, đến mùa này đã có măng. Trời ơi, măng ở đó thì thuốc tetacilin và thuốc ký ninh phải gọi bằng cụ, nó đắng vô cùng. Chúng tôi lấy về luộc lên, rồi chấm với mắm kem ăn ngay. Còn ai mà không ăn quen thì chỉ cần cắn một miếng là lè ra, chứ chưa nói đến nhai. Nó đắng khủng khiếp. Mướp đắng, khổ qua, chỉ đứng vào hạng cháu chắt của nó thôi. Thế mà chúng tôi ăn tất, ăn mãi thành quen, nghiện. Cũng chỉ vì thiếu rau và đói. Muốn lấy được măng thì chúng tôi phải tự chinh phục, khám phá bãi mìn hỗn hợp này. Rừng Vầu, bãi mìn chúng tôi tự khám phá, nhưng chủ yếu là để lấy măng đắng ăn là chính và lấy cây vầu để sửa sang lán trại. Tôi lần mò theo chỗ có tiếng động đêm giao thừa năm 85 thì thấy có vết chân dày cùng những vết máu đã thâm đen vương vãi lung tung ở những thân cây vầu. Chúng tôi hoảng quá, chứng tỏ đêm 30 Tết năm đó có thám báo Trung Quốc lên định tập kết chốt của chúng tôi thật. Khi chúng tôi phát hiện được và bắn bừa nên chúng tháo chạy. Dứt điểm phải có thằng bị chết hoặc bị thương mà chúng đã lôi được về hết bên kia biên giới, nên vết máu mới để lại nhiều đến thế. Chúng tôi báo cáo việc này với đại đội để lấy thành tích. Thành tích đâu chả được khen, lại còn bị khiển trách vì tội tự động xuống bãi mìn. Sau việc đó, đại đội ra lệnh cấm chúng tôi không được xuống bãi mìn nữa. Nhưng kệ, cấm thì cấm, còn chúng tôi xuống bãi mìn lấy măng thì cứ xuống. Mà từ hôm đó, chúng tôi tự đề ra lệnh giới nghiêm của chốt, thông báo cho tất cả anh em trong đơn vị, kể cả hậu cần và xê bộ, là trước khi đi ngủ chúng tôi sẽ gài lựu đạn ở đường mòn và tuyến hào lên chốt 800, cả con đường ở bãi mìn lên. Ngày thì chúng tôi lại gỡ ra, vì thế chúng tôi chả thèm gác sách gì nữa. Hàng ngày chỉ ăn và tụ tập học nhảy điệu disco. Tháng 3 năm 1985, đại đội cho phép chúng tôi làm lán ra ở riêng, không phải ở chung với A2 của B1 nữa. Chúng tôi làm nhà ở sát trận địa cối, nhà hai gian nửa chìm nửa nổi, còn cơm vẫn thổi ăn chung cùng A2, B1. Khi đã làm gần hoàn thiện nhà rồi, chỉ còn ken kín vách nhà là xong. Sáng hôm đó, tôi, Hà Trung và ba thằng xuống bãi mìn chặt cây vầu về, pha nhỏ để kèn vách. Khi mỗi thằng đã chặt được một vác lên rồi, ở nhà những thằng còn lại có nhiệm vụ pha ra, chúng tôi lại xuống bãi mìn chặt chuyến nữa. Ba thằng chặt vầu sát nhau để còn hỗ trợ cho nhau thì một tiếng nổ chát chúa vang lên ở đỉnh Đông A1.
chỉ cách chỗ chúng tôi lấy vầu và măng chừng 20 mét. Nhưng trong rừng vầu rậm rạp, chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi nghĩ chắc có thú rừng vướng mìn rồi. Đúng lúc đó có tiếng kêu ở hướng vừa phát ra tiếng nổ. Cứu em với các anh ơi. Tôi giật mình, chết, lính mình dính rồi. Khi lần thứ hai nó kêu lên, tôi nhận ra là tiếng thằng Thanh ở A1. Tôi vẫy tay, bảo thằng Trung và Hà ra khỏi bãi mìn. Nhanh chóng cùng tôi chạy lên đỉnh 800 đông, chỗ A1. Khi ba thằng chúng tôi chạy lên đến nơi, không thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu ở dưới bãi mìn của thằng Thanh. Thằng Hùng Lùn cũng chạy lên đến nơi. Chúng tôi gọi hỏi Thanh đang ở chỗ nào, thì mới biết đường xuống cứu được, nhưng nó không định hướng được chỗ nào. Chúng tôi hô to, bảo túm lấy cây vầu mà rung. Chúng tôi nhìn thấy động sẽ phát hiện được chỗ nó đang nằm. Đúng lúc đó thì thằng Chắt từ bãi mìn đi lên tuyến hào chiến đấu, mặt tái mét không còn giọt máu. Chúng tôi hỏi, mày cùng đi với thằng Thanh à? Hai thằng này hay đi cùng nhau, chúng nó khá thân. Nó bảo, vâng. Tôi hỏi dồn, thế mày có biết chỗ thằng Thanh bị dính mìn không? Nó bảo, em có, vì nó cùng thằng Thanh cùng A1 xuống bãi mìn lấy măng, không may dẫm phải mìn. Khi mìn nổ, nó đứng cách chỗ thằng Thanh chừng 3 mét, nhưng không sao. Tôi và thằng Hà, Trung ở khẩu cối cùng Hùng Lùn bắt thằng Chắt phải đưa xuống bãi mìn, chỗ thằng Thanh đang nằm kêu gào. Miễn cưỡng nó phải đưa chúng tôi đi xuống bằng đường nó đã đi lên, nhưng không dám đi trước mà đòi đi sau cùng. Tôi tặc lưỡi, thế cũng được, nó đi sau, nhưng cũng vẫn chỉ được đường là được. Tôi với thằng Hùng còn vót que vầu nhọn đầu để xuống dò mìn. Chúng tôi vô hiệu hóa được 7 quả mìn vướng nổ. Sau que vầu gãy, chúng tôi lấy cái thông nòng súng bắn tỉa làm xuống để dò mìn. Khi vào đến nơi, tôi thấy thằng Thanh bị mất chân trái từ đầu gối trở xuống, nách trái rách bươm sơ xác, môi sưng vù, mắt nhắm tịt, miệng kêu gào thảm thiết, máu ở chân tuôn ra xối xả. Tôi xé vạt áo garo tạm cho nó, rồi phân công thằng Chắt cõng thằng Thanh. Thằng Trung và Hà đi trước để cho thằng Chắt bám vào người, còn tôi với thằng Hùng Lùn đi sau để đỡ hai chân thằng Thanh lên, không để chân của nó lê sát đất. Cứ theo đường lúc nãy đi vào mà ra cho chắc ăn. Được hơn 3 mét thì một tiếng nổ lại vang lên. Tôi bị hất ngược về phía sau, mê man, mụ mị, tai ù đặc, mắt hoa lên, tối sầm lại. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.